Vợ chồng Vân trong kia thế nào ông Hoàng? Nó làm ăn được nhưng mà Tết thì không nào về. Đúng rồi. Tháng năm nó về đó. Xa quá. Xa quá. Vợ chồng quá cách tháng năm kìa. À này. Thế còn ông Đoạn thì năm nay Tết nhất có gì vui không ạ? Tết thì hai ông cứ ăn đầy đủ. Đủ ăn ngày Tết. Ngày Tết mà theo đúng nghĩa của ngày Tết. Thế cháu thì nói thật là coi đang bận bịu quá thể cho nên là thời gian cũng không có nhiều. Thế là gặp được các ông, các bà thì cháu thì phép cháu cứ ghi ở đây như là chuyện thường nhật. Thế là tốt. Chuyện thường nhật. Chuyện thường nhật. Ông ta lên đăng cái cây của hay là ông ta lên đăng cái bút thuận. Vâng. Nhà nào được 2-3 cây, được 2-3 cây. À có, cháu có nhớ ông đấy, và bố cháu có người nói. Thế là ông chờ ông ta có chú lên chú đoài đi, tôi đến mới các cái gian cũng có chó tôm trắng bò đến làm gì. Ông còn cái muốn làm như thế không? Ông tao với bố mình đi hết. Đấy, cuộc sống chúng cháu thì trên kia thì nó cũng thế thôi, suốt ngày cũng phải. Thế là 23, bận nhiều lắm. Vẫn không về. Hôm ba cũng về được, cô hôm ba Khánh Thành. Năm nay chẳng bao tuổi này? Dạ. Năm bao tuổi này? Cháu năm 2 ạ. Năm 2? Và năm tới này là năm 3 đấy. Năm 3. Vâng. Cái cô Vân Tết này là 49. Vâng. 49, năm 3. Tuất 49 là 5 tuổi. 5 tuổi. Cái kia qua 53 đã lên. Ồ, vã cái nhỉ? Dày cái kia này. Cái này mà cái nó đã đọc vào lớp một tí là nó vã này. Không, nó chả tôi. Cái nhạc này, cái nhạc phá chén thì cầm. Tôi toi mà mất cái vương, hai cái vương kết rồi. Không thế bán kìa. Không thế thì bán cho ai, thế là ông cứ mua nó cứ để dùng mãi thì ông thế hôm nay để thất nghiệp rồi ông định bảo ông cứ ra chỗ bán cháu đủ không có cái nó không hợp thôi mà cứ 2.000 rưỡi cái cũng muốn nhắc bao nhiêu cái không đấy. Cháu xin phép hỏi coi bên ông Hoàng bà cháu tức là bà Chầu, xin lỗi coi như gọi tên cũng cơm bà ra, nhưng mà bà khỏe không ạ? Bà bé. Má con tứ bà Thành. Thế còn bà Rô của ông Đoạn thì bà Rô là ông cứ khỏe thôi. Vâng, vâng. Mày bà Rô cái này 60 không? Chưa. Lúc rồi. Chưa 60. Nếu 60 chưa là đi chúc thọ. Thế bọn chúng bây giờ về đi tất à? Hả? Chúng cháu cũng chỉ về được trong ngày hôm nay thôi. Tối là đi à? Vâng, chiều tối phải đi. Vâng. Chiều tối xe chuẩn bị áo con cái xe cậu về nó đón rồi đi thôi.